The Musée Tiancho, NM. Jijai Kakaovio 2016 Mua Ban Trao CCAC Dong ZX HP Autochin and Mang Lai CCM Jukthoi Mai. Chokach Hangfneng Cherm Chong Te Mang Lai VEPP Hong Mai. Chokach Hang Xen Chan Than, CCM and MGI Cho Tithil 961.408, 726. Trên 100 km, 60 Đồng Nai, 33158. Form dáng của em Chevrolet thôi. Mẫu sedan hai đầu. Đây bà con, hai cụm đèn phía sau là khá là mới nha. Sơn si đẹp lắm. Chủ nhà dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt hết toàn bộ trên chiếc xe rồi. Đây là mâm đúc của dòng Chevrolet Avell nè. Bốn ở vỏ đâu đó tương đối là khá mới 70%. Mời cô chú anh chị trải nghiệm option. Bộ ghế của em nó là bộ ghế da nguyên bản của dòng Chevrolet mới tinh luôn. Đó. Dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ. Thứ nhất chốt cửa nè, 7 màu nha. Xe khá là chuẩn chu. Trần nè, trần nỉ hết toàn bộ. Phía sau chúng ta sẽ có hai loa nghe nhạc, màn hình Android, cam hành trình full HD và cam gear, tất cả các tính năng ok luôn. Hệ thống keo chỉ của em nói thì sao ạ? Bao rim cho anh em nhé. Trần Anh sẽ đưa ra một cái mức giá cực kỳ là thích hợp cho anh em. Báo giá từ ngay từ lúc ban đầu 190 triệu. Hôm nay giảm xuống cho anh em 5 triệu nữa, được chưa? Còn 185 triệu. Hệ thống keo nè. Keo em nói là nguyên bản hết nha cô chú anh chị nha. Em này đăng kiểm đến tháng 10 năm 2023. Sở hữu hai cụm đèn liếc. Máy êm lắm. 5 chỗ ngồi cực kỳ là rộng rãi cho cô chú anh chị. Bà con trải nghiệm vô phần nội thất nè. Chủ nhà dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt hết toàn bộ. Đây bà con, vô lăng tích hợp trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Phiếu nhắc bảo dưỡng của hãng đây. 84.790 km rồi. Máy lạnh, trang bị cụm điều hòa cơ mở phải có lạnh. Táp lô, táp bi là trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài nhé. Khay học để đồ, nghe USB đầy đủ các tính năng. Kết hợp chúng ta sẽ có một cái cam hành trình nhỏ và cam hành trình ở trên là trang viền luôn nè. Đèn đuốc trên trần sáng trưng. Đồ chơi thì full kín rồi. Và đây, đời này sẽ có hệ thống là gương chỉnh điện nè, gương cụp mở nè. Cô chú anh chị trải nghiệm tiếp tục vô phần phần khoang máy nha. Sạch sẽ chưa? Một tính năng hay nữa, đời 2016 sẽ có hệ thống mở cúp điện. Chốt cửa nè, bà con coi phần chốt nè. Đó, chốt cửa 7 màu luôn, từ những con tán đẹp như thế này. Mạc tem thông số của Chevrolet. Đợt trước cho anh đang đến 195 á, hôm nay bớt cho cô chú anh chị hẳn thêm 10 triệu luôn, 185 triệu. Sở hữu ngay mẫu Avell 2016 rồi. Đời cao bà con lấy về, bà con đăng ký, bà con chạy dịch vụ cũng được. Máy móc thì bao rin rồi nha bà con nha. Đây là cục máy 7 màu của em Avell nè. Đó, cô chú anh chị coi cục máy nè. Máy nổ khá là êm. Từ phần ống hơi nè. Còn 7 màu theo xe hết nha. Cục máy nè, mặt nắp cam cò là không có dấu hiệu khui ra chỉnh lại nha cô chú anh chị. Đó, tán của em nó hầu như là nguyên bản luôn. Sử dụng toàn bộ hệ thống IC điện. Xe này không có tí đồ hơi. Không một tí đồ hơi. Nói chung máy móc thì bên Dựa Anh dọn hết rồi. Phải dọn đẹp chứ, xe cũ mà mình nói mình về không dọn không được đâu. Nè, thấy chưa, thấy không? Hai bên kèo cột keo chỉ là nguyên bản theo xe hết. Và đây là dàn trước đây. Dàn trước nè. Đi đôi là hai cụm đèn mới tinh. Đó, đẹp chưa. Mặt nắp ron là chưa mở nè. Ron Philips nè, chưa làm nha cô chú anh chị nha. Và đây số rin. Đó, cục máy còn đẹp lắm. Em đi được cái bền. Cái thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu cho bà con cô bác. Nắp cabo nè. Đó, nắp cabo là những sóng gần nè. Đây cô chú anh chị. Đó, bà con cô bác nào quan tâm mẫu Avell này thì alo cho Trần Anh ô tô. $185, bà con cô bác có thể sở hữu ngay mẫu Avell 2016 đời keo. Mua về chở gia đình đi cũng ok, chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập cũng được cô chú anh chị ạ. Sơn si thì đẹp lắm rồi, hệ thống keo rồi. Keo chỉ hầu như là nguyên bản hết. Sóng gân của em nó là không có dấu hiệu là móp méo nha. Đây bà con nè, đó, bốn vỏ mới, gầm mà đẹp nè, gầm không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Đây là phần cốp sau, cô chú anh chị trải nghiệm cùng với Trần Anh nha. Đây là cốp sau nè.
từ cái phần nỉ cách nhiệt ở trong cốp nó còn theo xe, keo chỉ rin hết đây ở trong đây, ok chưa? Hết sức cái chân này, cái chân này phải là quá sức với em Avel này luôn. Nói chung mẫu này là xe đẹp, xe đẹp dành cho cô chú anh chị nào yêu cái đẹp thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Trải nghiệm phần phần dàn phía sau nè, bô mới tinh mệt tem còn theo xe đó, đẹp chưa? Và đây cô chú anh chị à, tiếp tục phần gầm, gầm bề nè, không một tí mục mọt, được chưa? Gầm đẹp không ạ? À? Đó, toàn mẫu xe chiến dành cho anh em thôi. Bây giờ thời buổi nó khó khăn, anh em lấy xe đẹp và anh em bán nó dễ hơn nha anh em nha. Bán xe đẹp thì chắc chắn là sẽ bán ok hơn những cái xe dập rồi. Đó, quan tâm mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô. Em khép lại chương trình tại đây này nha. Em see you and goodbye.